Xin chào mọi người. Hôm nay chúng ta sẽ cùng theo dõi các bước mà Ngọa Long Design hoàn thành một tác phẩm poster như thế nào nha. Đầu tiên chúng ta sẽ lựa background. Mình sẽ chỉnh màu một xíu. Rồi căng lại cho hợp lý nè. Cái nền, cái tường phía sau. Rồi thấy không, mình chỉnh lại lighting một xíu. Ok. Rồi tiếp theo là mình sẽ vẽ cái đế. Một cái poster sản phẩm thì nên cần có cái đế để đặt cái sản phẩm của chúng ta lên. Rồi mình sẽ nhân nó lên, tại vì mình có khoảng 5 cái sản phẩm cần phải làm chung trong cái poster này. Được chị khách cho phép thì hôm nay mình mới dám đăng á chứ. Đó, sau đó là mình sẽ tiến hành độ bóng. Cái lightning ngay góc của cái hộp nó rất là quan trọng nha mọi người. Mình sẽ tạo cái bóng cho nó hợp lý tí. Đúng rồi. Tiếp theo á thì mình sẽ chọn cái hướng ánh sáng. Cái này là tại vì mình đã biết là hướng ánh sáng từ đâu rồi, chứ nếu mà mọi người thì mình nên quyết định trước cái hướng ánh sáng từ đâu để mình đổ bóng cho nó hợp lý nha. Để mình sửa lại nó một xíu. Đó. Nhẹ lại. Cái bước chọn ánh sáng rất là quan trọng nha mọi người, tại vì nó ảnh hưởng tới tất cả mọi khía cạnh của cái poster của mình nha. Tất cả mọi vật phẩm ở đó đều ánh sáng nó sẽ đổ lên. Đó, bây giờ là tới nhân vật chính của mình nè. Để mình lựa cái chỗ đặt coi. Son, sữa rửa mặt, sữa dưỡng thể, phấn, kem. Cái bước quan trọng tiếp theo á, đó chính là chúng ta sẽ retouch lại sản phẩm. Bên cạnh đó là mình cũng dựa vô cái hướng ánh sáng chính á, mình sẽ đổ bóng cho nó. Mọi người nhớ đổ bóng cho nó hợp lý nha. Mình sẽ khử mấy cái răng cưa của nó đi. Hướng ánh sáng chính, hướng ánh sáng phụ. Nhớ là đúng nguyên tắc nha mọi người. Cái quá trình retouch rất là quan trọng. Khi mà mình cắt hình ra, hoặc là khi mà khách hàng người ta đưa sản phẩm cho mình á, từ một cái hình chụp á, phải làm sao cho nó mượt, đừng có để gai 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 răng cưa, nó rất là kỳ. Rồi, tới hũ kem. Bóng đổ xuống. Để mình xếp layer lại các bạn. Tiếp theo là trang trí nha. Hoa nè. Ngọc trai. Thì cái tinh chất sản phẩm chính của cái đợt sản phẩm này là làm từ ngọc trai. Mình sẽ cho vài viên ngọc trai vào. Nhớ là phải có phản quang nữa nha. Mình sẽ cho kim tuyến giấy.
mình phải có cái ri băng nữa đó. Mọi người phải nhớ nè, cái nguyên tắc của mình á là không được quá cầu kỳ nhưng mà cũng không được quá đơn giản. Bên cạnh đó thì một cái poster nó cần phải sinh động và hài hòa về cả màu sắc lẫn ánh sáng và không gian. Và đặc biệt á, cái quan trọng nhất á là mình không được quá tham vào chi tiết mà làm lu mờ đi cái sản phẩm của khách hàng, phải tôn cái sản phẩm của khách hàng lên để mình quảng cáo ngoại lâm design đó. Số điện thoại của mình các bạn cứ gọi thoải mái nha. Cuối cùng mình sẽ chỉnh sửa màu lại, final lighting retouch. Gần xong rồi đó. Mình cảm giác là Ok. Theo mình là ok. Giờ tới bước quan trọng nhất, export. Hãy ghé Ngọa Long Design để theo dõi những sản phẩm thiết kế mới nhất nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. We'll be right back.